Xếp 3 của trận chung kết giữa hai đội, hai trường, trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, phổ thông trung học dân tộc nội trú và trường phổ thông trung học Long Hiệp. Xếp 3. Hỏi dạng nhân khách ở ngoài. Nó đứng ở trước, nó không có nghe đâu. Bóng không sang lưới, đỡ điểm 1-2. Điểm 3-1 cho dân tộc nội trú. Đỡ bóng hỏng 4-1. Đá bóng tốt 5-1. Đỡ bóng hỏng 6-1. Đỡ bóng hỏng 7-1. Bóng không sang lưới 8-1. Hai đội đỡ sân sáng không vô quay này chủ nhân tập trú. Đỡ bóng không, điểm 9-1. Cuốn chiêu đó nè, cuốn xài chiêu đó nè. Né né giùm cái ơi. Bóng không thành lưới. Điểm dân tộc 10-1. Điểm số cách quá xa nha mọi người. 10-1 hả? 10-1. Điểm nhân tộc 11-1. Điểm tốt
12-1. Lưu đội điểm Long Hiệp 2-12. Dạ có sợ. Bỏ bóng tốt. 13-2. Bóng còn. Còn lại cho tới 6 giờ. Ủa, còn xuất 3 mà, này xuất 3 rồi. 3 hả? Ừ. Bóng thân thật lưới. Làm 21 này quên rồi. Điểm tốt hả? Làm 21. 15. Còn có 2 điểm à, 3-13. Phát bóng tốt, 4-13. Bóng không thân lưới, 5-13. Mở máy rồi. Lật kèo, lật kèo. Ra vô bạn ơi. Bỏ vỗ bạn kìa. Chưa máy rồi. Ủa, ngay là hay vậy. Quá hay nha. Hên vậy. Hay quá vậy. Hên quá vậy. Hay quá vậy. Điểm 14 năm, điểm cuối. Bóng có. Đập bóng không sang lưới. 6-14. Kia kìa sao lưng mà hát trời. Ê ê ê vô đó, vô đó. Vô sang của ta kìa. Hấp dẫn vậy. Bóng còn luôn. Cái này tốt quá. Điểm 7-14. Chưa. Rồi, bung bàn rồi. 9-14. Cái nhà anh gần đây không gặp, chưa gặp. Bóng không thắng lưới, 10-14. Lật kèo luôn. Chắc có à. Bạch chắc có à, dễ ăn lắm à. Mẹ đẩy nó nè. Nè, bung
là không à. Dạ vậy dạ, không à. Ừ, đó. Bảo 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 bảo. Mười một, mười bốn. Nguy hiểm mà chờ đại. Chưa có người ăn thua. Cà Long hôm nay cũng dở vô đi. Không còn. Kết thúc trận đấu. Dân tộc này chú thắng trong cuộc 2-1. Chúc mừng dân tộc chú đã giành chức vô địch.